Pha năng lượng mặt trời FX Đức công suất 100W, đây là một cái sản phẩm bán rất là chạy tại công ty với mẫu mã thiết kế đẹp mắt, dễ sử dụng và chiếc đèn cho ra một cái độ pha xa rất là tốt. Giá bán hiện tại của chiếc đèn FX Đức công suất 100W này thì công ty Xenon Solar chỉ bán với giá là 980.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Thì trước đây cái mẫu đèn này nó chỉ sử dụng cái tấm pin có 18W thôi, nhưng mà hiện tại thì chiếc đèn nó đã nâng cấp cái tấm pin lên to hơn, lên đến 25W. Chiếc đèn FX Đức công suất 100W này thì đây là một cái dòng đèn có thiết kế phổ thông, nó sẽ thiên về pha xa nhiều hơn. Mặc dù là cái lớp phản quang của đèn này nó cũng có thiết kế cực kỳ mới, cũng sẽ giúp đèn tỏa rộng, nhưng mà nếu mà xét về một cái độ tỏa rộng nhất á thì mới cảm thấy là cái đèn nó chia càng nhiều ô led thì nó sẽ tỏa rộng hơn và độ sáng bao phủ tốt hơn. Đây chính là cái chiếc đèn TF công suất 100W này. Thì cái mẫu đèn này thì công ty Xenon Solar cũng bán trên rất nhiều khách hàng rồi, nhưng mà do là Xenon rất là ít những cái video giới thiệu, đa phần là giới thiệu những cái sản phẩm được ủng hộ nhiều thôi, cho nên là cái sản phẩm này có nhiều khách hàng người ta vẫn chưa biết tới. Thì với chiếc đèn này thì nó cũng sẽ có một cái phần vỏ được làm chất liệu nhôm hợp kim đó, cực kỳ cứng cáp và chắc chắn, và phía sau là nó sẽ được sơn một lớp sơn tĩnh điện nhìn rất là đẹp mắt luôn đó. Mọi người có thể thấy là cái phía sau của đèn nó thiết kế rất là đẹp luôn ha. Trong mỗi khoang led nó đang chứa tổng cộng là 9 chip led SMD5730 và tổng số chip led đang sử dụng cho đèn sẽ là 120 chip led đó, một con số chip led cũng rất là nhiều. Và phía trước của đèn thì nó cũng được thiết kế cũng khá là đơn giản thôi, sẽ có cái khung số điện tử báo pin cho đèn. Thì ở đây nó sẽ có 20%, 40%, 60%, 80% và 100%. Thì khi mà sạc thì nó cũng sẽ nhấp nháy những cái báo pin này liên tục, chứ nó cũng không có đầy đâu nha mọi người đó. Tuy nhiên là vào ban đêm khi mà cái năng lượng nó không còn để sạc nữa thì cái chip led nó sẽ ngưng lại và để chiếu sáng. Với nguyên lý hoạt động của đèn năng lượng thì nó sẽ sáng tốt 100% trong vòng 4 tiếng đầu, rồi sau đó thì nó sẽ giảm pin lại từ từ, chứ không có đèn nào nó duy trì được 100% tới sáng nha. Cái này với khách hàng lưu ý giùm em nha. Rồi, và với cái dung lượng pin đang chứa bên trong chiếc đèn này là 15.000 mAh, nó sẽ tương đương với 3 viên pin lithium 32650. Thì với cái pin lithium đang chứa trong đèn thì nó cũng sẽ có cái tuổi thọ khá là lâu. Thông thường thì pin lithium mà nếu như mà hàng mới 100% chưa qua sử dụng, kiểu như là không phải là hàng tái chế, thì cái tuổi thọ của pin nó cũng có thể kéo dài từ 5 tới 10 năm. Cái đèn này nó sẽ là có cái cấp bảo vệ là IP66 ha. Thì hôm trước mới có xem một cái video trên YouTube thì có một anh bán cái đèn là IP68, xong rồi anh chê là cái đèn mà nó sử dụng IP65, 66 là những cái đời cũ rồi, nó không có chống nước tốt hay sao. Thì My cũng xin nói luôn là cái đèn năng lượng mặt trời trước giờ công ty Xenon Solar bán thì cấp bảo vệ của nó sẽ từ IP65 đổ lên đó. IP65 mà nó đã có thể chống thấm, chống bụi bình thường rồi. Hồi trước thì My cũng có nhận sửa mấy cái đèn mà tầm IP67, IP68 nó vẫn vô nước bình thường, chứ không phải là IP65 là nó vô nước, IP66 nó bị vô nước, IP65, 66 là đời cũ rồi nha mọi người. Đó. Nếu mà khách hàng có tìm hiểu cách bảo vệ IP này thì chắc chắn là mọi người sẽ biết ha. Rồi, và cái chiếc đèn TF công suất 100W này thì nó sẽ có cái kích thước tương đối nhỏ gọn, chỉ có là 276 x 270 x 58mm mà thôi. Thì với một chiếc đèn nhỏ gọn và mini như thế này, khách hàng có thể dùng để lắp đặt trong nhà cũng được, trước cổng rào cũng được, trong sân vườn cũng được, hoặc là dùng để chiếu sáng những cái bảng hiệu cũng được nha. Và ví dụ mà quý khách hàng cần My tư vấn về một chiếc đèn năng lượng mặt trời dùng để lắp bảng hiệu thì My cũng sẽ tư vấn hỗ trợ nhanh chóng nhất. Quý khách hàng có thể liên hệ số hotline để My tư vấn nha. Và khi mà quý khách mua cái bộ đèn TF công suất 100W thì nó cũng đã có đầy đủ linh kiện đi kèm theo. Trong đó thì nó cũng sẽ có một chiếc remote như thế này. Thì trên remote thì nó cũng sẽ có những cái nút như là bật nè, tắt đèn nè, tăng giảm độ sáng 50%, 100%, tăng giảm độ sáng theo ý muốn, ba chế độ hẹn giờ tắt cho đèn, một chế độ auto. Và ba cái nút này thì nó không hoạt động nha, cho nên là mọi người cũng không cần phải chú ý quá nhiều. Bây giờ mình sẽ bật cái đèn cho các khách hàng xem nè. Đó, bấm on để bật cái đèn lên. Đó.
Thì như với khách hàng cũng đã thấy là cái độ sáng chiếc đèn này khi mà bật lên nó cũng sẽ có một độ sáng rất là tốt. Thì trong cái diện tích khoảng từ 50-60m² đổ lại, khách hàng có thể sử dụng một đèn này thôi là đã có thể bao phủ đủ rồi, tức là với khách hàng đã có thể thấy lối đi được rồi đó. Còn nếu với khách hàng nào muốn cái độ sáng cao hơn, với khách hàng có thể sử dụng nhiều đèn hơn, ví dụ như 2 cái hoặc là 3 cái, hoặc là với khách hàng sử dụng công suất lớn hơn của đèn này luôn ha. Đó, đèn nó rất là sáng. Và ở đây nó sẽ là những cái nút tăng giảm độ sáng cho đèn. Thì ví dụ như những cái nút tăng giảm độ sáng cho đèn này thì nó sẽ sử dụng vào những ngày trời ít nắng nhiều mây. Với khách hàng lo là chiếc đèn nó không đủ cái ở thời gian sáng khi mà bật 100% thì khách hàng có thể giảm độ sáng lại xíu. Đó, giảm độ sáng lại. Đó. Khi mà không giảm được nữa thì đèn nó sẽ nhấp nháy như vậy. Không có tăng được nữa thì nó cũng sẽ nháy lên cái giống như vậy. Đó. Và với chiếc đèn này thì với khách hàng cũng có thể là điều chỉnh 50% độ sáng hoặc là 100% độ sáng. Ví dụ khách hàng bấm vào chế độ 50%, đó, thì cái đèn nó sẽ chiếu sáng chỉ còn 50% độ sáng thôi. Khi mỗi khách bật 100% lên thì nó sẽ có cái độ sáng tốt hơn, đó, tùy theo mình thôi ha. Với khách hàng có thể dễ dàng điều chỉnh cái chiếc đèn này ha. Rồi, thì đó là cái chiếc đèn năng lượng mặt trời TF công suất 100W. Tiếp theo đây thì mình sẽ nói về cái tấm pin năng lượng mặt trời để sạc cho đèn. Tấm pin để sạc cho chiếc đèn TF100W thì nó cũng sử dụng cái tấm pin là 25W. Kích thước tấm pin nó sẽ là 385 x 340mm. Và cái phía sau của cái tấm pin này nó sẽ có cái phần thông số kỹ thuật nữa nè. Nó có cái phần thông số phía sau. Ở bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có cái phần dây dẫn dài 5m để cho khách hàng có thể kết nối từ đèn với tấm pin lại nữa. Thì nếu như khách hàng nào muốn cái dây dẫn này, cái dây nối này nó muốn dài hơn thì khách hàng có thể là mua một cái dây nối chuyên dụng của công ty để có thể là ghim vào và nối dài hơn, còn dây nó sẽ được tối đa là 10m. Chứ đừng tự ý cắt dây nha. Ví dụ như mà cắt dây thì nó sẽ bị lỗi cái tấm pin, cho nên là với khách hàng hạn chế cắt dây dùm mi nha. Đèn TF100W này nó cũng đã có đầy đủ linh kiện đi kèm theo, bao gồm một chiếc đèn, một cái tấm pin, một cái remote điều khiển cho đèn, một bộ pin bỏ vào remote, ốc vít đầy đủ và một cái bát của khách hàng có thể lắp đặt tấm pin. Khi mà mua về thì khách hàng chỉ cần lắp đặt lên thôi chứ không cần mua thêm bất cứ chi tiết nào khác. Thì giá bán hiện tại của chiếc đèn này nó sẽ là 1.250.000 đồng, bảo hành cho quý khách trong vòng 2 năm và miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Thì nếu khách hàng nào cần một chiếc đèn năng lượng mặt trời có thể pha xa và cũng như là tỏa rộng tốt cho diện tích khoảng từ 60m² đổ lại, hãy cân nhắc ngay chiếc đèn TF100W này nha. Chiếc đèn TF12 phân LED thì nó còn sẽ có thêm 3 công suất khác nữa, chính là 60W nè, 200W và 300W. Thì nếu khách hàng nào cần cái ánh sáng tốt hơn hoặc là cần mi tư vấn gì thêm về cái mẫu đèn TF này cho nó phù hợp không gian của mình thì cũng có thể liên hệ ngay với số điện thoại để mình có thể tư vấn hỗ trợ nhanh chóng nhất cho quý khách nha. Video hôm nay của mình xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.